kính thưa quý vị và các bạn khán giả, hiện nay thì tình trạng tham gia giao thông và ý thức tham gia giao thông thì đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là tham gia giao thông của lớn các bạn trẻ. Các bạn trẻ hiện nay khi tham gia giao thông thì đã vi phạm về giao thông đường bộ như là lạng lách, đánh võng, rút mắt, để đi dưới, thậm chí là còn muốn mang cái không có dập để dọn dẹp và quan đường để đi lại đường bộ. Để hiểu rõ hơn về tình trạng này, xin được mời các giám khảo và khán giả hãy cùng vượt lên sân khấu để theo dõi bài hát Trong Mắt Hồ của đội chơi cảnh sáng KOV trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1. Phải xúc xuống như thế này này. Ôi dồi ôi, bà nghĩ là tôi đang ngồi tư thế gì đây, đây. Đấy, thế. Nhạc chưa lên. Thật sẽ kinh nghiệm hơn.
người vi phạm luật giao thông thì đều bị tạm giữ pháp luật. Đây chính xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Nói vậy mà các chị đến đây cũng vẫn hiểu à? Tôi đề nghị chị xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Không phải tôi sẽ lập biên bản. Bản đưa xe lên luôn. Ôi, lúc này mới